Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón bánh tiêu với cái họa tiết đường gân như thế này. Ở mặt trong thì mình có bo nhỏ lại và viền hai cái đường viền ở đây. Cái mẫu như thế này. Dụng cụ gồm có len miêu cô tông. Kim móc mình dùng kim móc 3.0 mm. Kéo cắt len. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn, Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một mũi móc xích Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 7 mũi móc đơn 1 2 3 4 5 6 và 7 sau khi móc được 7 mũi móc đơn, các bạn nắm sợi len ngắn kéo lại để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân móc mũi đơn đầu tiên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc hai mũi móc đơn cùng chân. Chân móc kế bên cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn cùng chân móc, móc cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng, các bạn móc vào cái chân móc kế bên bên này móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là ta đã được một vòng tròn gồm 14 mũi móc như thế này các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc ta được hai mũi kép đơn cùng chân móc như thế này tiếp tục móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn cùng một chân móc Chân bên cạnh cũng móc 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Chân kế tiếp cũng móc 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi móc đến cuối vòng, các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc bên cạnh móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên là cái chân nằm giữa của hai cái chân móc cùng chân ở phía dưới. Móc vào cái chân móc nằm ở giữa này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân móc kế bên là chân nằm giữa hai chân móc cùng chân ở phía dưới là cái chân móc này móc vào đây một mũi kép đơn và một mũi ngoặt ngoài được móc từ cái thân chân móc thứ hai của cái mũi chậm này các bạn đâm kim vào chính giữa của hai thân chân móc sau đó luồn kim và đâm kim lên phía trên như vậy là cái thân chân móc nằm ở trên kim các bạn lấy len đâm kim qua thân chân móc sau đó đâm kim qua hai chân móc trên kim tiếp tục đâm kim qua hết các cái chân móc trên kim như vậy là ta đã tạo được một cái mũi ngoặt ngoài như thế này Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Chân kế bên là cái chân nằm giữa của hai cái mũi móc chậm ở phía dưới, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là cái chân nằm chính giữa của hai cái mũi móc cùng chân ở phía dưới, móc vào đây một mũi kép đơn. Và một mũi ngoặt ngoài được móc vào cái thân chân móc thứ hai của cái mũi chậm phía dưới này, là cái thân chân móc này các bạn cho cái thân chân móc này lên trên kim khi thân chân móc đã nằm trên kim thì tiến hành lấy len đâm kim qua thân chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục móc và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim như vậy là ta đã được một cụm chân móc như thế này các bạn làm tương tự cái cụm này cho mình cho các cái chân móc còn lại đến cuối vòng cũng móc cho mình một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng một chân móc tiếp đến là một mũi kép đơn. Kế tiếp là cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc cùng chân ở phía dưới, móc vào một mũi kép đơn. Và một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc thứ hai của cái cụm này. Móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối hàng ta được 7 đường gân như thế này 7 đường gân Cái mũi móc cuối cùng cũng là một mũi ngoặt ngoài như thế này Các bạn tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi dời Móc lên 2 mũi móc xích Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên là cái chân nằm giữa của hai cái chân móc cùng chân ở phía dưới đây hai chân móc cùng chân là cái chân nằm giữa móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc như vậy là ta đã được một cụm bốn mũi như thế này tiếp tục hai chân móc kế bên hai chân móc này móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc kế bên là chân móc nằm giữa của hai chân móc này đây là mũi ngoặt ngoài chân kế bên là mũi kép đơn móc vào cái chân móc chính giữa này cho mình một mũi kép đơn và một mũi ngoặt ngoài được luồn vào cái thân chân móc của mũi ngoặt ngoài ở hàng phía trên là cái chân móc này các bạn luồn kim cho thân chân móc lên trên kim khi thân chân móc đã ở trên kim các bạn tiến hành lấy len đâm kim qua thân chân móc sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim và tiến hành móc và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim như vậy là ta đã được một cụm chân móc như thế này Tiếp tục móc vào hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc kế bên cũng là cái chân nằm ở giữa của hai cái chân móc cùng chân ở phía dưới, móc vào cái chân móc này hai mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục hai chân kế bên, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế tiếp là chân móc nằm ở giữa của một mũi ngoặt ngoài và một mũi kép đơn ở đây. Đây. Móc chân nằm giữa, móc một mũi kép đơn. Và một mũi ngoặt ngoài được luồn vào cái thân chân móc ngoặt ngoài ở phía trên. Cũng móc tương tự giống như các cái mũi ngoặt ngoài được móc trước đó. Như vậy là ta đã được tiếp một cụm thứ hai như thế này, các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. thì đây ở cái hàng này đây là cái chân mũi chụm hai chân móc cùng chân ở hàng kế tiếp một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân ở hàng kế tiếp là hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân thì ở các hàng tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vậy cũng tăng mũi ở cái mũi móc nằm chính giữa của hai cái chân móc này móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự như vậy đến một kích thước nhất định Ở đây tính hai cái vòng móc mũi đơn nằm chính giữa này, hai cái vòng này là một hàng. Thì ở đây mình đã móc lên được 8 hàng móc như thế này. Mình cũng thêm mũi vào cái chân nằm ở giữa của hai cái chân móc cùng chân ở hàng phía trên. Như thế này. Thì cái vòng tròn này đã có một cái độ rộng nhất định. Các bạn tiến hành móc vào cái chân kế bên một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ở cái hàng móc này mình sẽ tiến hành không thêm mũi nữa. Các bạn móc vào các cái chân móc tiếp theo, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. ở cái chân móc nằm chính giữa của hai cái chân mũi chậm phía trên này các bạn cũng móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn như vậy là ở mũi móc này ta không tăng mũi tiếp tục móc vào các cái chân móc tiếp theo mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Chân móc tiếp theo là chân móc nằm ở giữa của hai cái thân chân móc này. Đây, cái chân móc này là cái chân móc của cái thân chân móc mũ ngoặt ngoài ở phía trên này. Đây, cái chân móc này các bạn không móc vào cái chân móc đó mà các bạn móc vào cái thân chân móc cho mình. Móc vào đây một mũ ngoặt ngoài. Đây các bạn nhìn kỹ, đây là hai cái thân chân móc. Đây là cái chân móc nằm ở chính giữa. Đây là chân móc của cái thân chân móc này. Các bạn không móc vào cái chân móc mà móc vào thân chân móc ngoặt ngoài này. Móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Như vậy là mình đã được một cụm chân móc không thêm mũi như thế này. Các cái chân móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đến cái chân móc nằm chính giữa của hai thân chân móc này, đây là hai cái thân chân móc này, cái chân móc nằm ở chính giữa các bạn móc vào cái thân chân móc này cho mình một mũi ngoài ngoài. Đây là cái thân này, các bạn móc vào đây một mũi ngoài ngoài. Như vậy là ta đã được tiếp một cụm không thêm mũi, các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, cũng móc mũi chân móc là một mũi kép đơn vào mũi chân móc. sau khi móc đến cuối hàng không thêm mũi, các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên một mũi dời, móc lên hai mũi móc xích. như vậy là cái vòng tròn của nón nó đã có cái độ cấp lại như thế này. ở các cái hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành giảm mũi. ta bỏ qua cái chân móc đầu tiên là cái chân móc mà gây nên hai cái mũi móc xích này bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế bên móc vào đây cho mình một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân còn lại cho đến cái chân móc ở phía bên này đây cho đến cái chân móc này các bạn làm tương tự cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi kép đơn ở mỗi chân móc các bạn tiến hành móc vào cái thân chân móc ngoặt ngoài này móc mũi ngoặt ngoài các bạn không có móc vào cái chân móc mà móc vào cái thân chân móc cho mình móc vào cái thân này một mũi ngoặt ngoài như vậy là ta đã được một cụm chân móc như thế này ở cái cụm chân móc kế tiếp các bạn cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên bỏ qua cái chân móc sát cái thân chân móc mũi ngoặt ngoài ở phía bên này Móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân ngoặt ngoài này. Đây cho đến cái chân nằm, ở sát cái chân mũi ngoặt ngoài này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc cũng làm tương tự ở cái thân chân móc mũi ngoặt ngoài này các bạn không móc vào cái mũi móc mà các bạn móc vào cái thân chân móc này móc vào đây một mũi ngoặt ngoài như vậy là ta đã được thêm một cụm chân móc thứ hai như thế này ở cái hàng móc phía trên này thay vì ở cái hàng móc phía trên này ở các cái mũi kép đơn này nằm chính giữa hai cái mũi ngoặt ngoài này ta móc 15 mũi thì ở hàng phía dưới ta sẽ móc 14 mũi kép đơn ở mỗi chân móc cũng bỏ qua cái chân móc sát cái chân móc mũi ngoặt ngoài này và móc vào cái chân bên cạnh một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc và xen kẽ là một mũi ngoặt ngoài thì sau khi móc đến cuối hàng các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên móc vào chân móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích. Ở cái hàng móc tiếp theo này, ta cũng móc tương tự giống như cái hàng ở phía trên. Các bạn cũng bỏ một mũi ở đầu tiên và móc vào cái chân móc thứ hai, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc phía bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc xong thì ở cái chân móc ngoặt ngoài này các bạn cũng không móc vào cái chân móc mà các bạn móc vào cái thân chân móc cho mình móc vào đây một mũi ngoặt ngoài tiếp tục bỏ qua cái chân móc xét cái thân chân móc mặt ngoài này và móc vào cái thân chân móc bên cạnh bỏ qua cái chân này móc vào cái chân kế bên là một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn thì cái vòng tròn đã có cái độ cấp lại như thế này các bạn tiếp tục móc thêm cho mình các cái hàng móc nữa tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc Móc thêm cho đến khi cái vòng tròn vừa ôm vòng đầu của bé là các bạn ngưng. Ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc giảm mũi. Giảm mũi ở các cái đường gân như thế này. Thì cái vòng tròn này đã vừa với cái vòng đầu của bé. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc viền lại. Các bạn móc vào chân kế bên một mũi dời móc lên một mũi móc xích bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại cái viền này bằng các cái mũi móc đơn móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn các chân móc còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở cái chân móc của mũi ngoặt ngoài này các bạn cũng móc vào cho mình một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc kế bên là chân móc này móc vào đây một mũi dời sau đó lên một mũi móc xích tiếp tục móc thêm cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn chân kế bên một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng một mũi móc đơn tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái mũi móc bên cạnh, móc vào đây một mũi dời. Sau đó lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu phần len thừa này vào trong mũi móc. Sau khi giấu len xong thì ta được một cái mẫu nón bánh tiêu như thế này ở cái đường viền này mục đích mình viền hai cái đường mũi đơn ở đây là để cho cái vòng nón nó được chắc chắn hơn như thế này chúc các bạn thành công